Hãy xoay một góc đẹp hơn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách định vị ngày giờ, chọn múi giờ, địa điểm, thời gian trong phần mềm Lumion. Tôi nhấn phím D. Tôi xoay đi một góc và cho cao lên trên. Các bạn cũng nhấn phím S, zoom ra xa một chút. Rồi, ok. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau định vị ngày giờ cho công trình của chúng ta bằng cách các bạn bấm vào phần photo. Sau khi bấm phần photo, tôi sẽ chụp một tấm hình mới ở góc này. Tôi bấm vào đây và bấm biểu tượng máy ảnh bên dưới. Chúng ta đã chụp một tấm ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau dùng hiệu ứng Sun Study để chúng ta định vị múi giờ cho công trình của chúng ta. Tôi bấm vào hiệu ứng này. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chọn biểu tượng trái đất ở đây. Tôi bấm chuột trái vào. Việc đầu tiên cần kíp nhất và quan trọng nhất, chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào biểu tượng cái bút ở đây. Chúng ta sẽ chọn vùng miền địa lý. Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau bấm vào và chỉnh sửa. Tôi bấm chuột trái. Bây giờ các bạn nhấn chuột phải xoay. Ví dụ như tôi muốn tìm Việt Nam, tôi bấm vào đây. Các bạn có thể zoom lớn lên. Sau đó tôi chọn phần ở Hà Nội, Việt Nam chẳng hạn, tôi bấm vào đây. Chuột trái các bạn. Sau khi chuột trái xong, các bạn đánh dấu check dưới này là chúng ta đã chọn đơn vị địa lý đúng rồi. Việc thứ hai cũng không kém phần quan trọng, chúng ta sẽ chọn time zone, múi giờ. Trong quá trình kéo, các bạn nhấn phím Shift để kéo lên từng chút một, hoặc là tôi có thể kéo. Chúng ta sẽ chọn đến số 7 là dừng. Ở bảng này chúng ta cũng có thể thay đổi giờ. Rất tuyệt phải không các bạn? Ví dụ 8 giờ này. Còn đây là 3 giờ chiều. Thay đổi số phút, ngày, tháng và năm. Sử dụng chế độ tiết kiệm giờ theo mùa. Chúng ta có vĩ độ, kinh độ. Các bạn cũng có thể đổi tọa độ của các hướng. Ở đây chúng ta đang sử dụng kinh độ. Dưới này chúng ta sẽ đổi tọa độ các hướng đông tây nam bắc. Tôi xoay. Để quan sát dễ hơn, các bạn nhấn chuột phải và nhìn từ trên xuống. Chúng ta xoay đi một chút. Các bạn thấy không ạ? Chúng ta sẽ xoay hướng đi. Đây là công cụ hiệu chỉnh khá dễ dàng để các bạn có thể xoay chiều bóng đổ. Đương nhiên chúng ta vẫn đúng mùa và đúng giờ theo quy định. Bây giờ tôi kiếm một góc đẹp hơn. Và đương nhiên là tôi sẽ kết thúc video tại đây.